Mẹ Hương muốn nói tại sao mẹ Hương lại để một cái khăn như thế này để đợi bình sữa. Nhiều lúc bốn cháu cho ăn một liền một lúc mà làm sao hai cái tay mình cầm được bốn cái bình đấy. Cho nên phải làm một cái đỡ, làm cái khăn đỡ bình sữa giống như tay mình cầm vậy thôi đấy. Mẹ Hương thông minh chưa? bốn cháu liền một lúc làm cái khăn nhé. Các bạn bắt chước mẹ Hương, nếu như có bạn nhé, bận rộn đó, hoặc là chăm nhiều cháu quá, làm cái khăn đỡ bình sữa. Đây cái khăn đây đấy, quấn lên đầu xong rồi cái dốc ngược lên y như tay mình cầm vậy thôi, đỡ bình sữa để cho nó ăn đấy. Đấy là một cháu trước. Còn cháu thứ hai cũng vậy, lấy cái khăn đây tự chế đây. Nhưng mà cái này nó làm ở cái đít này, uống hết rồi đấy đấy, dốc ngược lên. Cháu thứ ba cũng vậy, làm cái khăn chế bình sữa uống hết rồi đấy. Chứ bây giờ nuôi nhiều cháu quá, một cái tay đâu có thể nào mà cho bốn cháu ăn liền một lúc được. Nó đói, bốn đứa nó khóc liền một lúc, rất là kinh khủng. Ông về hả? Không có chơi chung nữa. Cẳng đau quá. Làm sao? Té. Thế à? Trèo cao té. Ôi giời ơi. Tết cẩn thận chứ không? Ngay khi ông về nhà cho cẳng đất. Thế à? Ôi giời ơi, chết đây ông ơi. Mấy ngày nằm ở nhà không, đâu có đi đâu, tôi cẳng đau quá, chịu không nổi. Thế rồi ông phải đi bác sĩ, đây cũng vậy. Làm cái khăn quấn bình sữa cao lên này. Bốn đứa nó khóc inh ỏi một lúc. Ở nhà đi. Đau rồi. Cũng phải quấn bình sữa lên để cho nó ăn, không nó khóc inh lên. Bốn em quấn bốn cái khăn nâng bình sữa lên. Không, bốn đứa nó khóc liền một lúc, cho nên phải quấn cái khăn này nâng bình sữa cao lên. Bình sữa rất là cao nhé, nhìn thấy thôi như nâng bình sữa rất là cao đấy. Nâng bình sữa lên, nâng bình sữa lên, nhưng mình vẫn phải căn nhé các bạn, chứ không để như này bỏ đi được đâu nhé, vẫn phải căn nhé. Đứng đây căn tại chỗ đó, không được bỏ đi, lỡ bình sữa nó sọc lên mũi lên đấy là rất nguy hiểm. Có cái là bốn cháu liền một lúc thì mình phải làm thế này thôi, khóc inh ỏi lên, có một mình đấy. Ông này đấy. Một mình mẹ Hương là trông một phòng là trông 6 cháu. Nhiều khi gia đình nhà các bạn ấy, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nhá, rồi bao nhiêu người phụ trông một đứa trẻ rất là vất vả. Nhưng mẹ Hương thấy rất là đơn giản. Một mình trông hai đứa lớn và bốn đứa nhỏ vẫn thấy nhàn, không vấn đề gì cả. Đấy, cho ăn một loạt đây này. Xong thay tã một loạt, tắm một loạt. Kể cả 50 cháu mẹ Hương trông cũng được, 100 cháu mẹ Hương trông cũng được. Mình phải có tính toán trước. Đấy, cho ăn một loạt như thế này. Đâu thì cần thiết phải cầm tay, nhưng mình phải trông. Đến lúc nó đói nó khóc là một loạt nó khóc, buồn cười lắm ấy. Buồn cười lắm ấy, đấy.
cứ quấn cái khăn giống như này. Không? Bắt đầu bình sữa cẩu lên cao. Đây bình sữa cẩu lên rất là cao. À. Giống như tay mình đút vậy thôi. Thế là bu hết bình sữa rồi đấy. Đây cũng vậy. À, chân co chân duỗi.